theo ý kiến của bà con là hiện nay chuột là ăn lúa của bà con rất là nhiều, nên chúng ta phải có biện pháp là chống chuột. Chào bà con, tôi là Thường, tôi là tổ môi trường của thôn Trầm. Bà con nhìn đấy, bà con nhìn thấy có cái những cái bờ này có cái gì trắng trắng, nó có thấy có kỳ lạ không? Đấy bà con thấy không? Những cái trắng trắng đấy là người ta quây để tránh chuột đấy bà con ạ. Hiện nay là chuột là rất là nhiều mà nó đang cắn lúa của chúng ta, của nhân dân chúng ta rất là nhiều. Bà con thấy chưa? Nó ruộng lúa xào xạc như này nó ăn rất là nhiều, ăn từng mảnh, từng mảng, từng mảng. Có ruộng nó ăn hết, hầu như là hết. Nay mai chúng ta đang xuất lúa là không còn là bao nhiêu lúa nữa. Công sức của bà con chúng ta bỏ ra mất rất nhiều công sức, như đến vụ thu hoạch là không có lúa mà thu hoạch vì chuột nó hoại hết. Bà con thấy đấy, có rất nhiều cách đánh chuột. Chúng ta đánh chuột bằng thóc, bằng ngô, bằng khoai, bằng sắn, nói chung là mua thuốc về đánh chuột nữa. Đến bây giờ chúng ta lại quây bóng. Bóng thì có nhà mua đến 50.000 đến 100.000, có nhà mua đến tấn 200 đến 300.000 chúng ta quây vào để đánh chuột. Đến bây giờ là chúng ta tính chi phí vào ruộng đồng của chúng ta là công cày này, công cấy này, công chăm sóc này, rồi lân đạm này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ quan sát trên đồng ruộng của chúng ta nào. Có rất nhiều thứ ở trên đồng ruộng nào, thì giấy bóng nào, những cái khay mạ rách nào, như nói rất là thứ nhiều, rất nhiều con đà điểu trên đồng ruộng của chúng ta. Thì chúng ta nhìn quan sát đồng ruộng của chúng ta xem. Trên những rãnh mương rất là nhiều. Các mương rãnh chúng ta đi làm, chúng ta vứt rác xuống rãnh mương, bóng rồi thì khay mạ rất là nhiều trong rãnh mương. Bây giờ bà con nghe ý kiến của mọi người về biện pháp chống chuột. Chúng ta tìm biện pháp để chống chuột nhé. Bà con ơi, tôi tính nếu mà như lúa chuột nó ăn lúa như này mà lại còn trị bằng cái cách là quấn lấy bóng trốn xung quanh như này. Thế nhưng mà sau gặt lúa xong mà mình không quấn về là cứ để này thì lại gây thêm tăng thêm ô nhiễm môi trường, thì tôi thấy không đảm bảo. Chúng ta không được đánh thuốc chuột làm ô nhiễm môi trường. Muốn tiêu diệt chuột phải phát quang bụi rậm. Thế tăng cường nuôi mèo để bắt chuột. Giờ cứ nuôi được con nào các bà bán hết thì lấy đâu được mèo mà bắt chuột. Thưa bà con, chúng ta muốn giữ được đồng ruộng của chúng ta mà muốn tiêu diệt được chuột là tốt nhất là chúng ta phải bờ bụi, là phải cho nó quang đãng sạch sẽ. Các cống ải trong gia đình chúng ta là chúng ta phải cho thông thoáng, không có chỗ cho chuột nó trú, không để cho chuột ở. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải nuôi tăng thêm nhiều chó, không được diệt mèo, dù nó già chăng nữa chúng ta phải cố gắng nuôi để cho nó bảo vệ gia đình mình và nó tiêu diệt những loài chuột đi. Còn cách thứ tư nữa là chúng ta phải tăng cường bắt bằng thủ công, đánh cạm, tiêu diệt bằng bàn tay chính, bàn tay của mình, chứ không nên dùng cái thuốc của tàu. Muốn chống được chuột thì theo tôi nghĩ là phải các bờ bụi phát quang đi, rồi sạch vơi vắn sạch sẽ đi, chuột nó không có chỗ trú thì nó không gian lúa. Chứ còn nếu mà càng để vơ vớ như này thì ô nhiễm môi trường mà không có hiệu quả. Theo ý kiến của bà con là hiện nay chuột là ăn lúa của bà con rất là nhiều, nên chúng ta phải có biện pháp là chống chuột. Chúng ta trước là vệ sinh môi trường, xong rồi chúng ta phát quang bờ rậm, những cây cối rậm để cho chuột nó hết nơi trú ẩn. Những loài chuột của chúng ta là cũng sinh ra bệnh tật, bây giờ là đang dịch corona, cho nên là bà con chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm, rồi phát quang bụi rậm để phòng chống bệnh, rồi cho chuột nó không có chỗ để ẩn nấp. Cống rãnh là chúng ta phải khơi quang cống rãnh, phát quang bụi rậm,
để cho dọn vệ sinh sạch sẽ cho chuột nó không có chỗ nơi nó ẩn trú và nó không sinh sôi nảy nở ra nhiều. Trong những giải pháp chúng ta phải tăng cường nuôi mèo để cho nó dẹp chuột, thì chuột nó mới không cắn lúa của chúng ta nữa.